Tiên tri báo trước sự thật bất ngờ. Đúng trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024, người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, có lộc tổ tiên, tiền giang cứ thế ùn ùn đổ về trật két, giàu có khó ai sánh bằng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, sau những năm tháng làm việc miệt mài, khi bước vào tuổi trung niên, hẳn là ai trong chúng ta cũng mong muốn có được một cuộc sống an nhàn, dư giả đủ đầy, con cháu đuề huề, kinh tế vững vàng, có nhiều tiền để dành phải không nào? Thế nhưng đời không như mơ. Kênh Minh Đường Tử Vi nhận thấy, có rất nhiều người vẫn phải vất vả ngược xuôi, lo ăn từng bữa, sức cùng lực kiệt mà vẫn không có gì ngoài lòng quyết tâm, mong một ngày làm nên đại nghiệp. Kênh Minh Đường Tử Vi từng viết cho Đinh Tỵ thế này, nguồn nội lực tích lũy trong con người Đinh Tỵ đã đạt đến mức chín mùi, nên tuy thời không quá may lại cần phải lao ra chinh chiến. Năm nay làm không phải để thắng, mà chỉ để trải nghiệm, để ngông cuồng một khúc tự do, một đoạn nhiệt thành, một trang tích lũy kinh nghiệm mở mang đầu óc mà chuẩn bị cho những năm tháng sau này. Và trong 12 con giáp, có người tuổi Đinh Tỵ khi bước vào tuổi trung niên rồi vẫn phải đối mặt với những trăn trở lo lắng về tiền bạc, thậm chí là nợ nần túng quẫn. Thế nhưng tuổi này nhờ có một ý chí sắt đá, làm gì cũng quyết đến cùng mà nắm bắt thời cơ, tránh được điểm dở bất ngờ, giàu nhanh chóng dánh. Hơn nữa, nếu tránh được điều này, tuổi Đinh Tỵ quá hung thành cát, hút chọn tài lộc của thiên hạ, bất ngờ phát tài đổi đời đại gia chỉ sau một đêm. Vậy hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm vận trình trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch của mình trong video dưới đây, quý anh chị tuổi Đinh Tỵ nhé. Quý anh chị tuổi Đinh Tỵ thân mến, thực tế cuộc sống trên đời khá nghiệt ngã, số người long đong luôn nhiều hơn những người thuận dòng mà thành tựu lớn. Vậy nên nếu ở ngưỡng 50 mà vẫn chưa thành tựu, cũng không có gì quá lạ hay đáng để sầu lo. Suy cho cùng, mỗi cuộc đời có một câu chuyện riêng, mỗi một loài hoa sẽ nở ở vụ mùa thích hợp với chính nó. Nên cùng tuổi 50, người sầu người vui, người hoa nở, kẻ hoa lụi, cứ mãi so sánh có mà lạnh lòng, lạnh tâm, mãi buồn cho sự không an yên không trọn vẹn. Cần phải nhớ 50 chưa phải là già, 55 chưa phải là hết. Nhớ để tự tin, nhớ để không dội, nhớ để bớt tự ti, hoặc bớt những suy nghĩ lo toan mỏi mệt. Chỉ cần tâm Đinh Tỵ vẫn đang cố gắng, thân Đinh Tỵ vẫn đang kiên trì, chí Đinh Tỵ vẫn đang bền bỉ, chí Đinh Tỵ vẫn nhiều cầu tiến, cầu thị dương lên. Chỉ cần đăng thế thì dù muộn qua vẫn cứ sẽ nở, gió thổi động trời xua màn mây u ám, cho cầu dòng rực rỡ ở cái thời điểm đẹp nhất của nhân sinh này. Chưa vào đấy vẫn là một điệp khúc quen thuộc, nhưng trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch, Đinh Tỵ sẽ bắt đầu được hưởng cái cảm giác có lộc, tức bắt đầu có sự hanh thông, bắt đầu có sự thuận lợi. Chưa có sự tích lũy, nhưng dòng tiền vào ra sẽ bắt đầu dày hơn rất nhiều lần. Giờ là lúc tập hợp lại, tích lũy lại để chuẩn bị cho xuất phát điểm đang cận kề ở tương lai gần. Người tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 cầm tinh con rắn. Đinh là thuộc hỏa, Tỵ thuộc hỏa, mà nạp âm của Đinh Tỵ là hành thổ, cho nên Đinh Tỵ có khá nhiều may mắn trong cuộc sống, hay được quý nhân giúp đỡ. Tuổi Đinh Tỵ cầm tinh con rắn trong 12 con giáp. Rắn là loài động vật tượng trưng cho sự bí ẩn, uy quyền, sức mạnh. Đinh Tỵ là bộ rắn trong đầm thuộc mệnh thổ trong ngũ hành. Người sinh năm Đinh Tỵ thông minh lanh lợi, khả năng đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, luôn yêu cầu sự tự do và cũng mong muốn có sự tĩnh lặng nhất định. Sự xuất hiện của rắn thường liên quan đến phúc đức, nên người Đinh Tỵ mang trong người nhiều sự nhạy cảm về tâm linh, là người có khả năng giao tiếp giỏi, năng động sôi nổi. Họ cẩn trọng thích những thứ hoàn hảo, hoàn mỹ và có một gu thẩm mỹ tinh tế. Họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt điều đó cho người khác. Đinh Tỵ là con giáp có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất, dễ bị căng thẳng, hay nói cách khác là có thần kinh khá nhạy cảm, rất khó tin tưởng người khác. Nhưng khi đã tin tưởng ai đó thì sẽ hướng một lòng về người đó, đặt sự tín nhiệm phó thác vào người đó. Điều này khiến Đinh Tỵ rất hay cảm thấy bị tổn thương. Khi xảy ra mâu thuẫn với người thân thì họ là người có khả năng phán đoán và nắm bắt thời cơ, rất giỏi trong việc tận dụng thay thế để ứng biến với thời cuộc. Đinh Tỵ là bộ lột xác, nên Đinh Tỵ rất dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh, rất biết cách vươn lên trong gian khó. Theo thống kê cho biết, rất nhiều người tuổi Đinh Tỵ trở thành tỷ phú do chăm chỉ làm ăn. Họ là người rất chăm chỉ làm ăn, cộng thêm bản thân là người khéo léo tinh tế, có khả năng ứng biến trong mọi công việc, nên thường có nguồn thu nhập ổn định, kinh doanh thuận lợi. Đinh Tỵ rất cẩn trọng thích những thứ hoàn hảo, hoa mỹ và có gu thẩm mỹ tinh tế. Đinh Tỵ sống rất thẳng thắn,
thật thà, hơi hướng nội tâm ít nói, không dễ nóng giận, thường suy nghĩ rất kỹ trước khi hành động, được liệt vào hàng ngũ những người có đầu óc. Họ hiểu rất rõ về bản thân mình, biết mình yếu ở đâu, mạnh ở điểm nào. Họ đề cao đời sống tinh thần, giá trị khách quan rất cao và khả năng phán đoán, dự đoán tương lai khá tốt. Tuy nhiên, Đinh Tỵ cũng có nhược điểm, đó là sự bảo thủ kín kẽ, khiến mọi người cảm thấy đề phòng, mọi bí mật riêng tư của họ đều được giấu kín. Đinh Tỵ lại có chút đa nghi, vì thế mà khiến bạn bè, người yêu thiếu đi cảm giác an toàn. Họ cũng không thích bị người khác khuyên bảo hay giáo huấn, đưa ra nhiều quyết định thiên về cảm tính và không thực sự rõ ràng. Nếu Đinh Tỵ có thể khắc phục được những nhược điểm này thì sẽ ngày càng thành công hơn trong cuộc sống. Trong chuyện tình cảm, đa số tuổi Đinh Tỵ có tình cảm chân thành trong tình yêu. Họ luôn hết mình vì đối phương, họ sẵn sàng hy sinh bản thân để đổi lại niềm vui và hạnh phúc của nửa kia. Tuy nhiên, trong tình yêu đôi khi Đinh Tỵ có sự ghen tuông mù quáng, điều này khiến cho mối quan hệ của họ gặp nhiều rắc rối. Đinh Tỵ 1977 là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Họ là người sống ở hiện tại nhưng luôn lo nghĩ cho tương lai phía trước. Đinh Tỵ sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí, ngược lại, họ tích trữ, dành dụm những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống tương lai. Đinh Tỵ có tinh thần ham học hỏi, họ có thể thu thập cho mình những thông tin bổ ích ở bất kỳ đâu. Người này thích triết lý và luôn quan tâm đến những vấn đề chính trị trong cuộc sống. Họ có sở thích thói quen đọc sách, báo ở những nơi yên tĩnh, không bao giờ tiết lộ những bí mật cá nhân của mình cho mọi người biết. Bởi vậy, tính cách của Đinh Tỵ vẫn là một điều bí ẩn ít ai có thể thấu hiểu. Đinh Tỵ sống rất thẳng thắn, thật thà, không lợi dụng người khác. Nếu có gặp túng thiếu phải đi vay mượn, dù có khó khăn thế nào họ cũng sẽ tìm cách trả những món nợ đó. Những người này tự lập trong cuộc sống, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Đinh Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích trữ, dành dụm tiền bạc. Bởi vậy, cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh, với con mắt nhìn xa trông rộng. Đinh Tỵ dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển. Đinh Tỵ nếu như tuổi thơ gặp nhiều khó khăn bất hạnh, thì khi trưởng thành họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn. Họ sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi. Đinh Tỵ không thích xen vào chuyện riêng của người khác, cũng không thích ai làm phiền đến cuộc sống của mình. Họ rất ít khi có thái độ nổi nóng, nhưng nếu có ai đó cố tình cản trở đường đi của mình, thì họ sẽ sẵn sàng dùng nọc độc của mình để hạ gục kẻ thù. Họ là những người thích triết lý, luôn tuân thủ những quy tắc chuẩn mực của xã hội. Những người tuổi Đinh Tỵ thường là những người có nhiều ham muốn, tham vọng khá cao. Tuy nhiên, trong công việc họ lại chẳng bao giờ kiên định với những gì thì mình đã chọn lựa, thường bỏ giữa chừng hoặc làm không tới cùng. Mặc dù người tuổi này đều là những người biết nhìn xa trông rộng, có khả năng tư duy nhanh nhạy, tính toán hơn người, nhưng nhược điểm là hay bỏ giữa chừng. Do đó, cuộc sống của người tuổi này khá lật đận, chỉ đủ ăn, đủ tiêu, khó có thể trở nên giàu có. Như chúng ta đều biết, rắn là loài động vật biết cách quan sát và chờ đợi. Do đó, những người tuổi Đinh Tỵ thuộc tuýp người không bốc đồng. Họ rất kín đáo và bí ẩn bởi tính cách của họ vô cùng bình tĩnh, nên khi xảy ra mâu thuẫn họ sẽ chọn cách im lặng, sau đó tìm cách giải quyết. Hơn nữa, người tuổi Đinh Tỵ có một bộ óc luôn phân tích, giúp cho họ có được sự tinh tế cẩn trọng và khả năng phán đoán đúng đắn để tìm ra nguyên nhân cho từng vấn đề. Đặc biệt, trong mối quan hệ với mọi người, tuổi Đinh Tỵ ưa thích chiếm hữu và yêu cầu người khác rất cao trong mối quan hệ với bạn bè. Họ vẫn giữ thái độ thiếu tin tưởng ở một mức độ nhất định. Cụ thể, họ không tha thứ cho người nào đến muộn hay lỡ hẹn. Họ rất dễ bị kích động, thay vì mỉa mai cãi giả nặng lời thì họ chọn cách biểu thị sự không hài lòng qua vẻ bề ngoài lạnh lùng. Đây là người bình tĩnh, có khả năng kiềm chế cảm xúc, cũng tài hoa hơn người, có ý chí kiên định và tinh thần phấn đấu không mệt mỏi. Họ không bao giờ khoe khoang tài năng của mình, mà lặng lẽ tiến hành như kế hoạch âm thầm tiến về phía trước. Nữ mệnh tuổi Đinh Tỵ vừa có nét đẹp dịu dàng, đoan trang, truyền thống, nhưng cũng rất năng động và mạnh mẽ. Họ cuốn hút đối phương nhờ vẻ ngoài quyến rũ và quyền lực. Họ đảm đang trong việc nhà, luôn dành sự yêu thương và quan tâm chồng con hết mực. Khi xảy ra mâu thuẫn, phụ nữ tuổi Đinh Tỵ thường nhẫn nhịn chịu thiệt về mình,
để giữ hòa khí trong gia đình. Nam mệnh tuổi Đinh Tỵ thường mạnh mẽ, là trụ cột vững chắc trong gia đình. Họ chung tình, quan tâm và yêu thương vợ con hết mực. Trong tình yêu họ rất lãng mạn. Cho dù bận rộn với công việc, nhưng đàn ông tuổi Đinh Tỵ luôn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý để dành thời gian cho gia đình thân yêu. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Trong phương diện công việc và sự nghiệp, xem tử vi trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch thấy rằng nhờ có tam hợp chỉ đường dẫn lối, bản mệnh nhận ra đâu là thời điểm thích hợp để khẳng định bản thân. Đinh Tỵ không ngại nêu lên ý kiến đóng góp cho tập thể, không ngại nhận các nhiệm vụ khó và hoàn thành xuất sắc. Nhờ vậy mà ai cũng phải nhìn nhận bạn bằng ánh mắt khác xưa. Bản mệnh đang tự đặt những viên gạch vững chắc cho con đường thăng tiến sau này. Thời điểm này nhiều may mắn sẽ đến với người tuổi Đinh Tỵ. Nếu Đinh Tỵ biết nắm bắt cơ hội, dám thử thách bản thân thì khả năng gặt hái được thành công là rất cao. Về phương diện tài lộc, những bước phát triển tích cực trong sự nghiệp đem tới cho người làm công ăn lương một túi tiền rủng rỉnh. Nhờ những đóng góp lớn lao cho tập thể, Đinh Tỵ nhận được những khoản thưởng nóng xứng đáng, thậm chí có người được thăng chức tăng lương. Với người làm ăn kinh doanh, bạn không ngại thử thách bản thân trong những lĩnh vực mới, dám làm việc mà không ai dám làm, nên sẽ có cơ hội trở thành người dẫn đầu xu hướng. Tử vi trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ thấy rằng, rất tiếc rằng trong chuyện tình cảm, đôi khi vợ chồng Đinh Tỵ vẫn còn mâu thuẫn với nhau. Có lẽ ai cũng tự cho là mình đúng nên chẳng hề có ý định lắng nghe người còn lại. Tuy nhiên, mọi mâu thuẫn đều có thể hóa giải nếu bạn biết nhường nhịn đối phương. Vợ chồng hơn thua nhau không đem lại ý nghĩa gì. Tốt nhất hai người đều cần phải chín bỏ làm 10, bao dung hơn cho nhau. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ cho thấy con đường sự nghiệp có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Một phần là nhờ sự cố gắng của chính bản thân bạn, một phần là do các tinh đem lại những tác động tích cực. Thời điểm này, người làm công ăn lương khắc phục được nhiều khó khăn trong công việc, thậm chí càng gặp phải khó khăn bạn lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bản mệnh ý thức được đâu là thời điểm mình cần mạnh dạn thể hiện bản thân để ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Người tuổi Đinh Tỵ cũng tự tin hơn trong việc thể hiện suy nghĩ của mình. Chính vì vậy mà bản thân đóng góp được nhiều ý kiến hữu ích cho sự phát triển chung của tập thể. Con giáp này cũng không ngại nhận những nhiệm vụ khó, ngay cả khi mọi người xung quanh đều tìm cách chối từ riêng. Chính vì tinh thần trách nhiệm này đã giúp bạn được đánh giá cao hơn nhiều so với đồng nghiệp xung quanh. Do ảnh hưởng mạnh mẽ của cá tính chủ động thích kiểm soát tình hình, giúp cho tuổi Đinh Tỵ có một tinh thần cứng như thép trong thời điểm này. Điều này là vô cùng cần thiết để Đinh Tỵ đối mặt với những trở ngại, không chịu trùng bước với khó khăn trước mắt. Trong công việc, Đinh Tỵ không ngừng làm mới để tạo cảm hứng cho bản thân. Đinh Tỵ có thể đưa ra sáng kiến và ý tưởng thú vị, đồng thời có một tinh thần mạnh mẽ vượt qua các chướng ngại vật. Nhưng đừng vì kiêu căng hay cao ngạo mà dễ bị người khác ghen ghét, tức giận hoặc cố tìm cách làm hại bạn cho bỏ tức. Do đó, trong cách hành xử hàng ngày bạn nên trò chuyện một cách từ tốn kiên nhẫn với mọi người nhé. Theo thời gian mọi thứ dần dần sẽ ổn định hơn. Khi loại bỏ được những trục trặc ban đầu, bạn sẽ có những bước tiến thuận lợi ở giai đoạn sau. Những người đang tìm kiếm việc làm có thể nhận được những lời đề nghị hấp dẫn để bắt đầu sự nghiệp. Những người làm công ăn lương có thể được tăng lương cũng như có sự thăng tiến đáng kể. Tuy nhiên, thời điểm này cũng không chỉ toàn những điều thuận lợi. Có một vài thời điểm hung tinh ngũ quỷ sẽ đem đến kẻ tiểu nhân gây rối, khiến công việc của Đinh Tỵ gặp phải đôi chút trục trặc. Các tinh đế giao óc xuất hiện là dấu hiệu thời điểm này cơ hội để Đinh Tỵ được thăng chức tăng lương là rất cao. Những cố gắng của Đinh Tỵ trước nay chắc hẳn đã được nhìn nhận và đánh giá xứng đáng. Hãy cố gắng đóng góp hơn nữa khi đứng trên cương vị mới. Bạn sẽ dần chạm tay vào mục tiêu mà mình luôn mơ ước. Với người làm lãnh đạo, bản mệnh cũng khẳng định được uy tín của mình, khiến cấp trên thán phục và tôn trọng. Đinh Tỵ hoàn toàn có khả năng chỉ huy, dẫn dắt mọi người cùng đoàn kết để có thể hoàn thành những mục tiêu lớn lao. Tử vi trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ âm cho rằng, chỉ cần bạn bình tĩnh và tỉnh táo,
thì hoàn toàn có thể tìm ra cách giải quyết đúng đắn, thậm chí biến nguy cơ thành cơ hội. Xét về phương diện tài lộc, của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ cho bản mệnh cũng có cơ hội thu tiền vào đầy túi trong thời điểm này. Mọi công việc Đinh Tỵ bắt tay vào thực hiện đều đem lại những dấu hiệu tích cực, nhờ vậy mà đồng tiền chảy vào túi không ngừng. Với người làm công ăn lương, Đinh Tỵ khẳng định được vị thế của bản thân, không chịu thua kém bất cứ ai, nên dễ dàng gây ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo. Những thành tích cao trong công việc giúp bạn chạm tay vào nhiều cơ hội nhận tiền thưởng nóng. Thậm chí một vài người còn thành công trong việc đề nghị một mức lương cao hơn, một vị trí cao hơn trong tập thể. Hãy coi như đây là lời khích lệ để tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Người làm ăn kinh doanh có thể trở thành người dẫn đầu xu thế, bởi bạn có khi nhìn mới mẻ và dám thử sức mình ở những lĩnh vực chưa ai dám thử sức. Tất nhiên, quá trình bắt tay vào làm việc không tránh khỏi khúc mắc, song dần dần bạn sẽ tìm được cách làm việc đúng đắn, mọi việc hanh thông giúp tiền chảy về túi dễ dàng. Tình hình tài chính thêm phần rực rỡ, nhất là những ai biết nắm bắt thời cuộc, tìm cách kinh doanh cho dù mọi người chán nản bỏ bê. Có thể nói thời điểm này bạn đang có lộc, do đó cần tập trung nắm bắt và tận dụng hết những gì mình đang có. Sao Thiên Vũ nâng đỡ cho vận trình tài lộc của con giáp tuổi này thuận lợi hơn, kinh doanh và đầu tư nhờ đó mà có lợi. Với những ai năng động có thể gặt hái được kha khá lợi nhuận như mơ ước, bản mệnh cứ chăm chỉ kiếm tiền suốt thời gian dài vừa qua, tích lũy được kha khá và thậm chí có thể mua nhà cửa, sắm sửa thêm cho gia đình nhỏ của mình. Thời gian này Đinh Tỵ nên để dành một khoản nhỏ để làm từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Việc này không ảnh hưởng tới kế hoạch tiền bạc của bạn, mà còn mang lại cho Đinh Tỵ không ít niềm vui khi cùng san sẻ vất vả với người khác. Tuy nhiên, một vài thời điểm trong thời gian này, Đinh Tỵ vẫn cần phải đề phòng tác động của hung tinh ngũ quỷ. Có những kẻ không đáng tin cậy sẽ dù bạn hùn vốn đầu tư vào những lĩnh vực lừa đảo. Hãy tin tưởng để nhận ra ai là người tốt, ai là kẻ xấu, để tránh rơi vào tình trạng mất tiền không đáng. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Căn cứ tử vi trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch của 12 con giáp thấy rằng, người tuổi Đinh Tỵ giữ được tình trạng sức khỏe tốt trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch này. Nhiều tin vui tới tấp trong sự nghiệp cũng như tài lộc, khiến Đinh Tỵ luôn tràn đầy hăng hái và nhiệt huyết. Tuy nhiên, nhiều công việc có đang phát triển thuận lợi đến thế nào đi nữa, bạn cũng chớ nên làm việc gì quá sức. Nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì bạn nên nghỉ ngơi ngay. Làm việc khi mệt mỏi không những gây hại cho sức khỏe, mà còn khiến bạn dễ mắc lỗi sai, phải tốn công khắc phục. Nếu có thời gian rảnh, bạn nên tích cực tham gia các hoạt động tập thể dục thể thao. Những hoạt động này không chỉ giúp bạn thấy khỏe mạnh sảng khoái hơn, mà còn giúp bạn mở rộng mối quan hệ, đem lại tác động tích cực cho sự nghiệp. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Căn cứ tử vi trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch của 12 con giáp tiết rằng, phương diện tình duyên của người tuổi Đinh Tỵ lại không được lý tưởng. Dưới tác động của cục diện ngũ hành tương khắc, có lẽ đây là lúc Đinh Tỵ cần xem lại cách hành xử của mình, chớ nên vô tình hoặc cố ý gây tổn thương cho người khác, đặc biệt là với những người thân thiết nhất. Nếu đã lập gia đình, Đinh Tỵ cần nhường nhị bao dung và lắng nghe cảm xúc của nửa kia nhiều hơn. Đừng nên bắt đối phương mãi nghe theo sự sắp đặt của mình. Mỗi khi có mâu thuẫn nổ ra, Đinh Tỵ cũng trở nên hiếu thắng, muốn mình trở thành người thắng cuộc trong mọi tình huống. Trên thực tế, vợ chồng hơn thua nhau sẽ chẳng đem lại cảm xúc tích cực cho bất cứ ai, mà chỉ khiến bầu không khí trong nhà thêm căng thẳng mà thôi. Tuy nhiên, trên thực tế thì mâu thuẫn giữa vợ chồng Đinh Tỵ không quá lớn. Chỉ cần bạn chủ động xuống nước với nửa kia, đôi bên bình tĩnh ngồi lại trò chuyện với nhau thì mọi chuyện đều có thể nhanh chóng khắc phục. Đối với người còn độc thân, trên thực tế thì bạn có được người thân quen giới thiệu cho những đối tượng triển vọng, Đinh Tỵ nên mở lòng hơn để tiếp xúc với mọi người. Chớ nên sống mãi trong thế giới riêng, trước khi tiếp xúc giao lưu với mọi người bạn mới nhận ra ai là người tốt, ai là người phù hợp với mình, đừng nên giữ những quan điểm tiêu cực. Nhìn chung, bình ổn trong gia đình, bản mệnh hãy giữ thái độ bình thường và không nên tỏ ra hơn thua đúng sai, tránh kiêu căng, bảo thủ và những phản ứng nóng giận cáu gắt. Thay vào đó hãy thể hiện lòng kiên nhẫn, sự thông cảm và lắng nghe,
Tôn trọng quan điểm và ý kiến của người khác cũng là một cách để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 4 ngày cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Đầu tiên là tử vi từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977. Xem bói tử vi từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 8 âm lịch cho tuổi Đinh Tỵ, có thể thấy Đinh Tỵ có vận trình sôi nổi, nếu không muốn nói là rất nhiều biến động, cơ hội đi cùng với thách thức. Vận may kèm theo vận rủi và thành công luôn song hành với khó khăn, trong phúc có họa, trong họa có phúc, biến đổi thất thường nên bản mệnh hãy thật thận trọng. Tuổi Đinh Tỵ là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất trong thời điểm này, có quý nhân tài tinh phụ trợ trên phương diện tài lộc, nên buôn may bán đắt, tăng lương, tăng thưởng, có lộc rơi lộc giải khắp nơi, thu nhập dồi dào, song tiểu hao rình dập, có mất tiền cũng là điều không thể tránh khỏi. Đường sự nghiệp ít nhiều bị ảnh hưởng từ tiểu nhân, nhưng người chân chính giúp đỡ không ít, việc của bản mệnh là cố gắng hướng tới mục tiêu mình đã đặt ra, không lơ là đề phòng và tận dụng cơ hội mà quý nhân mang lại. Mối quan hệ với cấp trên chính là điểm Đinh Tỵ cần lưu ý, không nên cậy có chỗ dựa mà quá ngang tàn. Chuyện tình cảm có vẻ dễ dng dàng hơn đôi chút, người độc thân tốt hơn người có đôi vì tinh thần không vướng bận, dù có nhiều đối tượng theo đuổi, nhưng chỉ cần bản thân bình thản thì mọi chuyện tự nhiên. Người đang yêu, nhất là người đã kết hôn, đề phòng tiếng xấu do được người khác phái mến mộ. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Sửu, tiểu nhân là tuổi Thân và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: đỏ, trắng. Con số may mắn: 27, 40, 35 và 98. Tử vi từ ngày 27 đến hết tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977. Tử vi 5 ngày cuối cùng trong tháng 8 âm lịch của người tuổi Đinh Tỵ khá sáng sủa và khả quan, dù Đinh Tỵ không tránh khỏi có điểm bất lợi, nhưng nhờ có được Thái Dương cao chiếu nên vận trình vẫn rạng rỡ, có rất nhiều chuyện nhờ ánh sáng của quý nhân mà tai qua nạn khỏi, gặp may mắn nên không bị truy cứu trách nhiệm, coi như là được nương cây cao bóng cả. Thái Dương cực kỳ có lợi cho phương diện công danh sự nghiệp, đặc biệt là sự nghiệp của nam giới, ánh mặt trời này tạo cơ hội thuận lợi để bản mệnh tỏa sáng, phát huy năng lực của bản thân, đồng thời giúp Đinh Tỵ tránh xa những chuyện thị phi trốn công sở. Như có người này nên tuổi Đinh Tỵ chỉ cần chú tâm vào công việc mà thôi. Tài chính trên đà thăng tiến, thiên tài có thêm thu nhập, bạn không cần quá lo lắng về các khoản chi tiêu. Mặc cho có trở ngại thách thức nhưng con giáp này vẫn dũng rỉnh tiền tiêu. Song trong quá trình đầu tư, triển khai phương án mới thì hãy cân nhắc thật kỹ, để tránh háo thắng mà thua lỗ. Biến động của thị trường trong dịp này sẽ có thể làm bạn phải nếm trải thất bại. Trong những ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch này, chuyện tình cảm ít khởi sắc, phòng không bóng chiếc do cô thần ghé tới, người độc thân cứ chăm lo cho sự nghiệp đi thì hơn. Thậm chí ngay cả người đã kết hôn rồi, tình hình cũng chẳng mấy tốt đẹp, tình cảm lạnh nhạt, thà xa nhau một thời gian còn hơn, ngày nào cũng nhìn mặt nhau mà như người dưng. Quý nhân là tuổi Tuất và tuổi Thìn, tiểu nhân là Hợi và tuổi Dần. Màu sắc may mắn: cam, đen. Con số may mắn: 03, 77, 19 và 26. Bí quyết cải mệnh của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch này, dấu hiệu bạn đang cải thiện tài lộc này. Có khi ta làm trong vô thức mỗi ngày mà không nhận ra, khi nhận diện được chúng thì cố gắng phát huy thêm bạn nhé. 1. Là bạn trân trọng những gì đang có. Tục ngữ có câu, đôi giày của mình, chỉ có đôi chân của mình mới biết đi có vừa và thoải mái hay không. Một người còn có tâm so sánh bản thân từ sự nghiệp đến thành tựu của con cái, thậm chí là vẻ ngoài, lối sống với người khác là điều tồi tệ nhất, khiến cuộc sống trở nên u tối. Chẳng thần tài nào muốn ở gần những người như vậy cả, lý do khiến cuộc sống trở nên mệt mỏi. Một nửa là do sinh tồn và một nửa là do so đo, tính toán. Chính hành vi này không chỉ tạo ra cảm giác không hài lòng về chính mình mà còn nảy sinh tâm lý chán nản. Tiền tài là vật ngoài thân, biết đủ dùng là được, không cần phải so sánh thiệt hơn. Mỗi người đều có hoàn cảnh cuộc sống và phúc phận riêng, có được bao nhiêu tiền tệ thì nên trân quý bấy nhiêu. Tốt nhất không nên so đo, sống ở đời hạnh phúc bình an là được. Trong hôn nhân, nếu so sánh cuộc hôn nhân của mình với người khác,
bạn sẽ chỉ tự chuốc lấy thêm rắc rối và phiền não cho mình mà thôi. Về tiền bạc, sau đó kích thước ngôi nhà to hay nhỏ thì cũng chỉ có thêm buồn bực trong lòng. Thế nên một người biết trân trọng những gì đang có thực sự là người biết rõ giá trị bản thân. Họ sống với thái độ biết ơn thì ông trời sẽ càng mang đến cho họ những điều tuyệt vời hơn nữa. Vì thế, trong cuộc sống hãy thường xuyên nuôi dưỡng thái độ tích cực, biết ơn những gì bản thân đang có. Dù đối mặt với áp lực, họ chỉ cần học cách trân trọng những gì mình đang có. 2. Là bạn mở lòng lắng nghe các ý kiến khác. Hầu hết chúng ta quá xem trọng cái tôi, nhất là những người được khen là giỏi, là tài năng. Chính điều đó đã khiến họ cao ngạo, tự đóng hết các cánh cửa, cơ hội học hỏi và thu hút tài lộc về với mình. Mỗi một sự kiện xảy ra luôn có những ý kiến trái chiều. Thay vì bảo vệ bằng được ý kiến của mình thì bạn nên lắng nghe mọi ý kiến. Không nên vội vàng phân định đúng sai từ sớm. Khả năng duy trì tâm lý linh hoạt và đón nhận sự thay đổi đi kèm với kỹ năng cởi mở những quan điểm khác nhau sẽ khiến cuộc sống của bạn luôn tươi mới mỗi ngày. Thế nên, nếu bạn thấy mình có kỹ năng lùi bước trước một tình huống thì chứng tỏ bạn đang ngày càng khôn ngoan. 3. Là bạn hay khen ngợi người khác. Trong cuộc sống, việc đưa ra một lời khen ngợi cho ai đó là việc không dễ dàng gì. Cho dù bản thân lại rất thích được khen công nhận khả năng của ai đó, nhiều người lại nghĩ rằng sẽ làm mình kém đi. Chính tư duy này khiến họ nghèo mãi, không có cách nào khá lên được. Người ghen tị với thành công của người khác sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc, vì luôn có người hơn bạn. Nhưng nếu bạn luôn biết khen ngợi điểm mạnh của người khác, khuyến khích họ, thì không chỉ mỗi họ được lợi, mà ngay cả chính bạn cũng nhận được phước lành từ họ. Hơn nữa, tinh thần phấn chấn vui vẻ từ việc hạnh phúc cho thành công của người khác sẽ càng thu hút những điều tốt đẹp về với bạn. Những hình ảnh của họ sẽ khuyến khích bạn vươn lên những tầm cao mới để hoàn thiện bản thân mình hơn. Khi đó túi tiền của bạn được cải thiện cũng là điều dễ hiểu. Quan sát suy nghĩ của chính mình. Mỗi ngày chúng ta có tới 60.000 suy nghĩ ập tới trong tâm trí của chúng ta một cách vô thức. Nhưng có người rất khôn ngoan, khi họ quan sát suy nghĩ của mình để dừng lại những suy nghĩ tiêu cực, phát triển những suy nghĩ tích cực. Mỗi suy nghĩ có tần số sống riêng, và khi nhiều suy nghĩ tích cực ở tần số cao sẽ càng thu hút nhiều điều tốt đẹp đến với cuộc sống của bạn. Thế nên, nếu bạn biết quan sát suy nghĩ của chính mình cũng là dấu hiệu bạn đang cải thiện tài lộc. Bạn chắc chắn đã trở nên khôn khéo khi biết rõ mình cần chiến đấu trong trận chiến nào. Những người khôn ngoan sẽ xem xét các cuộc tranh luận về những vấn đề khi bước vào. Thay vì cố gắng quá sức, họ sẽ chọn đặt năng lượng của mình vào những nơi không hiệu quả. 5. Là bạn coi trọng sự bình yên. Một trong những dấu hiệu bạn đang cải thiện tài lộc đó là bạn bắt đầu chọn bình yên hơn là tranh đấu, giành giật, lôi kéo sự chú ý của một đám người nào đó. Bạn chọn sự bình yên cho chính tâm hồn mình. Từ đó bạn sẽ dần loại bỏ được tâm trạng lo lắng về sự an toàn của công việc, sức khỏe con cái. Điều này khiến hầu hết mọi người cảm thấy cực kỳ nhạy cảm và dễ mất bình tĩnh. Thực tế là những người khôn ngoan sẽ ưu tiên và coi trọng sự hòa bình, cũng như sẽ nỗ lực để duy trì trạng thái đó. 6. Là bình tĩnh khi đón nhận các vấn đề. Với những chuyện bất như ý xảy ra, ta thường trở nên nóng tính, phản ứng thái quá với những tình huống nhỏ nhặt. Sự bùng phát cảm xúc thường xuyên này không những gây căng thẳng cho bản thân, mà còn ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có. Nhưng một người có thể bình tĩnh đối mặt cho thấy họ đủ trải nghiệm, đủ bản lĩnh. Khi luôn giữ được tâm sáng như thế thì làm gì cũng thành công. Thế nên một ngày nào đó họ giàu có cũng là điều dễ hiểu. Hơn ai hết, những người này biết rằng dù chúng ta có lên kế hoạch tỉ mỉ đến đâu thì cũng luôn có những điều xảy ra bất ngờ. Thay vì cảm thấy thất vọng thì hãy coi đó là cơ hội để vươn lên. 7. Là dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Khi bạn đã hiểu rằng cuộc đời này vô thường, bạn sẽ chẳng bao giờ vì chuyện tiền bạc mà lo lại gia đình mình. Tiền bạc nhiều đến mấy cũng vô nghĩa. Khi không hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân. Trong khi đó, tình thân sẽ mang lại cho bạn nhiều giá trị tốt đẹp hơn nhiều bên cạnh việc kiếm tiền. Chớ nên xem nhẹ gia đình, vì đó luôn là chỗ dựa tinh thần tuyệt vời cho bạn. Tài lộc của bạn được cải thiện cũng là việc có được sự hỗ trợ, động viên từ họ chứ không phải ai khác.